Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Sony cho Minh Tiến. Ok, một con sâu cho Minh Tiến nha. Một con sâu đại bác. Wow. Không biết chọn con sâu nào nhỉ? Sâu râu à? Một con heo cỏ hay chăng? Ok, zombie đi các bạn. Zombie nha các bạn. Ok, let's go. Zombie đã hiện nguyên hình. Lục chảo. Ui, tí nữa thì toàn. Rất may mắn. Và ngay sau đó là một pha quay xe đẳng cấp. What the hell man? Chạy đi đâu? Mày hà bữa ấy. Ái chà. Thơm nhiếc lách. Bưởi đã bị tiêu diệt. Vâng, và bây giờ là một con sâu siêu to khổng lồ đến từ nhà bà Tân về đó. Nó đang di chuyển với tốc độ cử tử. Trước mắt chúng ta là một con sâu siêu to khổng lồ đến từ nhà bà Tân Vlog thưa các bạn. Một pha quay xe đẳng cấp cho sâu nhà bà Tân Vlog. Ảo ma Shizuka. Vâng, thu lượm thành quả đã. Minh Tiến của chúng ta đã lên được top 6 server rồi thưa các bạn. Headshot. What the hell man? Chạy đi đâu chứ khỏi lắng. Vâng, các bạn đang xem video của mình thì cho mình xin một like và một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là một pha dứt điểm. Một pha dứt điểm vô cùng uy tín và quyết đoán. Bạn nào yêu thích con zombie đá của mình thì cho mình xin một like và một comment. Mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. Hãy cứ để lại comment cho mình. Ngay lập tức sẽ có video gửi tặng cho các bạn. Ok con TT. Trong siêu thị sâu của mình có rất nhiều sâu các bạn ạ. Một chú gấu trúc mùa đông. Nó sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Wow, đây rồi. Nó vừa mới banh xác xong. Tiếp tục là một pha bánh tráng cuốn. Wow, đồ ăn free, vô tình lục được bí kíp thưa các bạn. Vâng, đã xuất hiện một chú hổ mã lai. Lụm cháo. Bây giờ thì Minh Tiến của chúng ta đã lên được top 1 server rồi. Rất nguy hiểm thưa các bạn. Những con sâu tí hon là những con sâu rất nguy hiểm.
lụ chào, nói nhoi với chúng tôi. Vâng, bánh tráng cuốn cuộn mỡ hành, quá béo, nhức cái lách. Sâu màu trắng này lì lợm thế nhờ. Đây gọi là điếc không sợ súng đây mà. À, thông ngàn, thông ngàn. Một con sâu chấm bi thưa các bạn. Nó đang ở trong tầm ngắm của mình. Bên Chi Linh lụm cháo. Áo vàng với chúng tôi. Vâng, cái đuôi của nó rất dài thưa các bạn. Thanh niên định quay xe tẩu thoát. Sẽ có một pha bo cua cực gắt ở đây. Một pha bo cua dành tặng em áo vàng của chúng ta. Một con sâu rất lì lợm thưa các bạn. Nó vẫn chưa chịu đầu hàng. What the hell man. Thơm nhức cái lách. 2 triệu điểm rồi. Nguy hiểm quá. Ở đâu ra một con màu vàng tiếp theo? Vâng, áo vàng của chúng ta đã toang thưa các bạn. Thank you.
zombie đá của chúng ta đã rất to rồi. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là 3 triệu điểm. Sẽ có một pha tiếp cận em sâu vảy rồng. Chạy đi đâu cho khỏi lắng hả bữa ấy. Liệu có chui qua được không? Cái khe là quá hẹp. Rất may thưa các bạn. Vâng, vảy rồng của chúng ta đã toang rồi. Và đây là cơ hội để chúng ta lên 3 triệu điểm. Một con sâu màu trắng tí hon đang bám theo mình. Nó không quay xe thì sẽ toang thôi. Con sâu của chúng ta đang tiệm cận 3 triệu điểm rồi. What the hell, man? Dám lồng chuột với chúng tôi. Một cú đơm quyết đoán thưa các bạn. Vâng, và con sâu của chúng ta đã có 3 triệu điểm. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Rất nhanh chóng và đơn giản. Lụm chào lụm chào. Vâng,
Vâng, đó là gấu trúc panda thưa các bạn. What the hell man, chỉ ra mày chọn cái toang rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.